Thưa bà con, sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì ngày hôm nay nút bạc YouTube của Lê Đăng Ca đấu đã về tới Việt Nam và có nhân viên của bên UPS giao về đúng tận nơi cho A Đấu. Thì ngày hôm nay A Đấu cũng rất là mừng, rất là vui và là rất là hạnh phúc khi nhận được cái nút bạc này sau nỗ lực thành quả của nhiều năm đưa những cái sản phẩm của Lê Đăng Ca đấu lên kênh YouTube Lê Đăng Ca A Đấu. Thưa bà con, để đạt được cái nút bạc này thì bà con biết rồi, nó sẽ đạt được trên 100.000 lượt subscribe thì A Đấu đã đạt được là 103.305 người đăng ký tính tới thời điểm hiện tại ngày 23 tháng 3 năm 2023 này. Thì ngày hôm nay cái nút bạc ở đây nó chỉ mang ý nghĩa tượng trưng cho những cái thành quả cố gắng lao động miệt mài trong vòng 10 năm của bên Lưới Đánh Cá Đấu. Thưa bà con, thì A Đấu thành lập cái kênh Lưới Đánh Cá Đấu trên YouTube này từ ngày 17 tháng 8 năm 2013. Thì tính đến hôm nay 23 tháng 3 năm 2023 này thì kênh của Lê Đăng Ca đó đã được 10 năm rồi bà con ạ. Hành trình 10 năm để được đạt được nút bạc thực sự là rất là gian nan và rất là vất vả. Thì kênh của Lê Đăng Ca đó kính thưa mấy bà con là nó gồm 2.340 video. Nếu như bà con ngồi lại mà xem ròng rã một tháng chưa xem xong hết được những cái video mà đấu update lên đây cho bà con. Nếu như bà con yêu mến Lê Đăng Ca đó, xin mời bà con vào xem những cái video giới thiệu tất cả những cái dòng sản phẩm liên quan đến đánh bắt rất là đa dạng nhất Việt Nam hiện nay. Nói về Lê Đăng Ca đó là một trong những thương hiệu mà đã được khẳng định ở Việt Nam mình. Và A Đấu luôn cam kết rằng khi bà con đến với A Đấu, A Đấu sẽ cam kết cho bà con này về chất lượng sản phẩm này, về những cái tính năng của từng sản phẩm một được tư vấn rất kỹ càng, rất tỉ mỉ cho bà con. Để khi bà con sử dụng những cái sản phẩm của bên Lê Đăng Ca đó, bà con sẽ đảm bảo một cách an toàn và tuyệt đối và là hiệu quả nhất có thể. A Đấu một lần nữa xin cúi đầu cảm ơn quý bà con đã đồng hành cùng A Đấu trong suốt 10 năm qua và luôn theo dõi từng video một của Lê Đăng Ca A Đấu. Thì ngày hôm nay có được thành quả như thế này đó là sự đồng hành của bà con luôn luôn ủng hộ và theo dõi Lê Đăng Ca A Đấu. Và một lần nữa A Đấu sẽ tiếp tục cố gắng làm nên những cái video cũng như những cái sản phẩm đăng lên cho bà con xem để đáp ứng được nhu cầu của bà con trên khắp mọi miền đất nước, và cũng phấn đấu 10 năm nữa sẽ đạt được nút vàng. Lúc đó chắc chắn là một giai đoạn cũng như là một cái hành trình rất là dài nữa. Kính mong bà con luôn luôn ủng hộ Lê Đăng Ca A Đấu. Xin cảm ơn bà con.